Thế nào, xin cảm ơn quý vị và Vina trở lại cái phần cuối câu chuyện hôm nay với bác sĩ Đại. Bởi vì chúng ta thấy rằng là câu chuyện với bác sĩ có thể nói là không có giới hạn thời gian, nhưng mà chúng ta đã hết thời gian. Thưa bác sĩ, như cái câu hỏi mà phía Nam muốn được đặt ra đó là lấy từ một cái cơ năng thì cái mình khi mình tháo rời một cái gì ra rồi, tức là nó đã ngừng rồi, nó ngừng thì nó còn sự sống hay là nó đã hết sự sống và lại ráp vào một cái cơ phận khác. Nếu như là một cái người đó mà có thể nói là họ quá suy yếu thì liệu rằng cái này chấp nối qua là nó có sống được hay không? Tức là khi mà chúng ta thấy như là có những người mà tim ngừng đập rồi mà mình lại thay tim, lại có cơn may sống được hay không? Xin mời bác sĩ. Tất cả cái cơ quan mà chúng tôi ghép, thận hay gan hay la lách hay là tủy tạng hay là ruột chẳng hạn, nó phải sống khi mà chúng tôi trình bày. Tức là cái thận đó nếu mà có ghép cho tôi chứng tỏ rằng cái đó cái thận tốt ghép cho tôi được thì tôi mới biếu cho tất cả cho quý vị. Thành ra cái chuyện đó là chuyện rất là quan trọng. Cái người mà chết não thì mình lấy cơ quan ra, trong khi tất cả cái cơ quan nó còn sống, nó bình thường, cái thận bình thường, cái tủy tạng bình thường thì mình mới lấy để mình ghép được. Cái người mà thí dụ mình phải ngưng thì lúc bây giờ cái tim không thể dùng được, nhưng mà cái gan đó có thể dùng được, cái thận có thể dùng được, nó hơi bớt hơn một tí xíu. Thành ra mình có, chúng tôi có những phương pháp như để trên máy bơm để xem cái thận nó có tốt không, chẳng hạn nó tốt hơn thì mình sử dụng cái đó thay vì mình bỏ đi. Thành ra có nhiều cái cách, nhưng mà chúng tôi có thể nói chung rằng là những cái thận, những cơ quan chúng tôi biếu quý vị bệnh nhân là những cơ quan rất là tốt. Thưa bác sĩ, thế như trong trường hợp nào để mình khẳng định rằng là cái cơ phận đó nó còn tốt? Thí dụ như bây giờ đó, một cái xe, nếu mà cái xe mà bác sĩ tháo cái buji nó ra hay tháo một cái động cơ nào đó ra thì tất nhiên nó là out of order. Vâng. Nhưng nếu mà bác sĩ từ trong cái cơ thể con người bác sĩ lấy cái cơ phận đó ra, vâng, thì cái tủy tạng đó làm thế nào để mình biết được là nó còn tốt? Vâng. Và dựa vào đâu để mà chúng ta nghĩ rằng là nó còn sống? Vâng. Ví dụ như là ghép thận nhân gan thì đo cái chức năng của thận rất là tốt, ghép của gan cũng y như vậy. Và cái tim thì khi mà làm phải có một người chuyên môn về tim cardiologist, họ nhìn tới làm siêu âm tới xem là cái echo nó có tốt hay không, cái function nó như thế nào, ventricular function nó như thế nào, nó ép máu ra ngoài như thế nào thì tốt thì chúng tôi mới được quyền sử dụng được. Thì cái tùy tạng cũng y như vậy, cái máu vô nó phải bình thường, cái nước tiểu cái lượng đường nó phải bình thường. Và nếu mà trong trường hợp chúng tôi cần phải đi vào chi tiết nữa thì cho chúng tôi có thể đo cái insulin lúc đó thì nó hơi mất nhiều thời giờ hơn tí xíu. Nhưng mà nó cũng phụ thuộc ở trong cái thời gian để mà làm tissue typing, tức là xem loại này nó gene nào chẳng hạn, thì cũng có thể mình làm được. Nói chung là tất cả những cơ quan chúng tôi biếu với quý vị để quý vị được nhận đều là tốt cả và hoàn chỉnh. Kể cả những bộ, những cơ quan đó sẽ không có infection, không có hepatitis, không có viêm gan, không có HIV, không có thứ này thứ kia. Y như máu ở bên Mỹ chẳng hạn, bây giờ truyền máu rất là an ninh. Ngày xưa, mấy chục năm trước, chúng tôi đi học 40 năm trước, 50 năm trước, thì có thể có tí xíu trường hợp bị HIV được. Nhưng mà bây giờ khó mà có thể mà có một cái bệnh máu bị HIV, bị nhiễm trùng như vậy mà chúng mà thoát qua khỏi cái con mắt của những người mà chuyên viên về truyền máu hết cả. Tại có rất nhiều cái thứ. Họ có thử trong 2-3 tiếng đồng hồ biết DNA như thế nào mà họ biết ngay lập tức. Vâng, thưa bác sĩ, thế thì bây giờ chúng ta hết giờ đó. Cho nên Việt Nam muốn hỏi bác sĩ là lấy cơ phận của người sống hoặc lấy cơ phận của người chết, hai tủy tạng nào tốt hơn để thay thế? Cái tủy tạng là một cái cơ quan duy nhất. Thành nhà Minnesota họ lấy cái đuôi ra, họ cho người khác. Chúng tôi thì không đồng quan niệm như vậy. Tại vì lấy nó ra như vậy cũng rất là khó cho cái người bệnh nhân, mà khi mình ghép vô nó cũng khó. Thì chúng tôi lấy cả cái tùy tạng ở người chết, và như vậy khi mình ghép cho người bệnh nhân, mình đưa cho họ tất cả cái vốn liếng mà insulin secreting cells, beta cells, thay vì mình chỉ cho một nửa thôi. Thế thì trường hợp trái tim thì sao? Cái tim của một người đã chết rồi không còn đập nữa.
không đập thì không làm cái gì được. Cái tim nó phải tốt lúc đó, phải nó bóp, nó phải đủ hết cả cái chức năng của nó. Tức mình là mới cái lấy người ra ngoài mà... được. Không. Vâng vâng, tức là người ta bảo là có nhiều khi người đó chết rồi mình mới lấy tụy tạng được. Thì cái quả tim đó, khi mà chết thì cái tim đó phải ngừng đập chứ ạ? Dạ không, không, không. Lúc đó tất cả mọi cơ quan nó đều có chức năng, cái tim nó đập, cái gan nó làm việc, cái thận nó vẫn... Tức là họ phải lấy trước khi cái vâng, người đó chấm dứt cái cuộc sống. Vâng, thì khi mà mình lấy ra thì mình cho nước lạnh nó vô một cái thì cái tim nó được bảo vệ, nó được bảo quản. Đó, thì cũng y như vậy. Nó có cái chất bảo quản cho tim, bảo quản cho gan, bảo thận, cho thận này mình phải dùng. Thì tất cả những cơ quan được bảo quản. Tuy rằng nó không có đập như này nhưng mà cái tim nó được bảo quản. Và khi mình ghép vô lại 4 tiếng sau chẳng hạn thì mình mở mạch máu ra là tim nó đập ngay lập tức. Vẫn đập lại bình thường. Vâng. Vâng, thưa quý vị, nghe ra cái câu chuyện này, chúng ta thấy tất cả mọi sự đều rất là quan trọng. Và quan trọng nhất là hiến tặng. Cái người sống hay là cái người chết đều cần cái sự hiến tặng. Vậy thì cái hiến tặng vô vị lợi và hiến tặng có cái lợi. Giống như là quý vị thấy là, quý vị đọc nghe nói là ở Pháp Luân Công hay lấy tụy tạng người ta để bán, để này kia. Đó là những cái câu chuyện chúng ta nghe. Thế nhưng đối với bác sĩ thì bác sĩ đang muốn họ nói gì với chúng tôi về vấn đề hiến tặng tụy tạng. Và cái điều đó thì với cái y đức của bác sĩ thì như thế nào? Chúng tôi muốn nói cái hiến tạng mà hiến những cái cơ quan mình có là hai phần. Thế dụ hai cái thận thì mình có thể cho một cái thận được. Cái gan có thể mình cho một cái thùy nhỏ cho người quen hay cho đứa con được, không sao. Và thí dụ cái tùy tạng thì như ở Minnesota họ lấy cái đuôi họ cho. Nhưng mà chỉ có Minnesota mới làm cái đó thì chỗ khác không ai làm. Tại vì cái đó cái nó là giải phẫu rất là khó. Nhưng tôi nói chung tất cả những cơ quan mà nó bị hư bây giờ mình phải thay đó. Thí dụ không có tùy tạng, không có gan, không có thận thì mình có thể mình thay thế bằng những cái cơ quan mới được. Cũng như là người mắt chẳng hạn, mắt người ta không trông thấy thì mình có thể mình cho người ta cái võng mạc, cho người ta cái cornea, mình thay vô đưa người ta mang ánh sáng được. Không được hai bên thì một bên người ta cũng được rồi. Cornea mình không có mang đi đâu hết cả. Khi tôi đi thì tất cả cơ quan của tôi như đi hết cả. Thì không có lý do gì mà tôi giữ cái cả cơ quan đó. Và tôi nói cái đó với lòng thành thực, không những của người ghép tạng mà là một người bác sĩ chăm chú với người bệnh nhân. Và thường thường tất cả những người tôi nói chuyện với cũng nên có cái tư tưởng đó, rằng là mình không mang đi những cái đó được, nếu mình để lại cho người khác dùng thì nên để lại và nên hiến cái tạng đó. Và mình có thể mình ký cái giấy hiến tạng khi mình xin cái DMV, cái bằng lái xe. Và tôi cũng bảo cam đoan với quý vị rằng là tất cả những cái người hiến tạng như vậy theo dõi rất là cẩn thận, không có một sơ hở. Và không cái gì y đức mà chúng tôi lấy và tôi muốn lấy cái tạng của người đó cho nên chúng tôi kêu rằng người đó chết, không có chuyện. Y đức rất là cao trong vấn đề hiến tạng và không người nào thoát ra khỏi được cái vấn đề y đức. Vâng, như vậy thưa quý vị, để kết thúc cái chương trình hôm nay thì phía Nam phải rất là cảm ơn bác sĩ đã bỏ thời gian để lên đây để mà trình bày về những cái vấn đề quan trọng như vậy. Và chính ngay phía Nam thật sự thưa quý vị là trong cái bằng lái thì phía Nam chưa bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ ký để tặng cái tụy tạng cho khi mình mất. Tại vì mình cứ nghĩ rằng là cái gì của mình thì mình muốn là khi mình mất đi thì mình sẽ mang đi. Bởi vì trong đầu phía Nam chỉ nghĩ rằng là nếu như mình cho cái người mà hiến tặng cho cái người nào đó mà cái người đó họ là một kẻ ác á, thì mình lại không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng mà sau câu chuyện với bác sĩ thì mình lại thấy cái chuyện điều cái quan điểm mình thay đổi hoàn toàn, là bởi vì ngay chính bản thân mình cũng không biết được. Có những lúc mình hay là người thân trong gia đình mình cũng cần người khác hiến tặng một cái gì đó. Thành ra thưa quý vị, ở đời là cái gì mà chúng ta muốn người ta cho mình thì mình hãy cho người ta, và không muốn người ta làm cho mình thì đừng làm cho người ta. Cái đó là cái quan điểm sống. Và Việt Nam rất là cảm ơn bác sĩ, là sự thật là hôm nay cái chương trình là Việt Nam muốn trình bày về giới thiệu với quý vị một vị dân y của cộng đồng Việt Nam rất nổi tiếng và rất được kính trọng đối với cái ngành y khoa của Mỹ. Thế nhưng người Việt Nam của chúng ta thì chỉ biết là mình đến bệnh viện mình chữa trị thôi, nhưng mà mình chưa biết được là trong cộng đồng mình có những nhân tài hay là có những vị bác sĩ đã đổ hết cả cái thời gian cuộc sống của mình cho ngành y khoa. Vậy thì Việt Nam rất là cảm ơn bác sĩ và một lần nữa chúc bác sĩ được nhiều sức khỏe, mặc dù là bác sĩ không có còn làm việc nữa, nhưng mà tiếp tục nghiên cứu để mà giúp ích cho xã hội. Tôi cũng xin cảm ơn chị Phiên Lan rất nhiều và quý vị thính giả đã bỏ thời giờ nghe cái chương trình này. Và tôi muốn thêm một cái nữa rằng là
mình một người có thể cho mắt, có thể cho gan, có thể cho thận, có thể cho xương, cho tất cả mọi thứ trong người mình. Nhưng mà được trình bày, được sửa soạn lại lúc nào cũng tương đối để có thể có cái open casket cho mọi người tới thăm dò, tới thăm khi mà họ tới gặp mặt mình là cuối cùng. Chứ không phải là lấy mắt ra tức là xấu, hay là lấy xương ra là nó méo mó, không có cái chuyện đó. Những cái nhà quan mà làm ở cơ quan, hiến cơ quan, họ phải biết những cái luật lệ để làm sao cho cái người đó được trình bày một cách gọi là rất là lòng hoàn hảo. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Phía Nam xin cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình sau của Lý Đồ Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị.